nhầm chị là em. Nhưng tại sao chị vẫn làm như vậy? Chị yêu anh ấy. Anh Huy, em là Linh. À, là cô gái mà. Anh nhớ mà. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của anh ý nghĩa như lúc này. Có em rồi, anh không cần phải tìm kiếm gì nữa. Ở bên anh, em cảm thấy thật bình yên. Vậy là mình đi bộ trắng chơi đi. Mùa này á, sang ở đầy bào luôn, đẹp lắm. Anh sẽ nắm chặt tay em đến hết kiếp này. Bao giờ sẽ ở đây bầu trắng.